Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một cái căn nhà ở đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ha. Và bây giờ là Vũ Hồng đang đứng ở trên tầng thượng của căn nhà mình ha. Nghĩa là tầng 4 á. Tầng 4 này thì được chủ nhà bao xung quanh rào lại là sân thượng bao lại rồi. Có mái bên trên luôn rồi. Và ở đây thì có một cái lối thoát hiểm mở cửa này ha. Cái cửa này mở thoát hiểm nha cô chú anh chị. Và vị trí Vũ Hồng đang đứng ở đây là hai đầu hẻm ô tô hết. Đằng này là hẻm ô tô, hẻm 152 xẹt 30 hẻm 152 xẹt 30 54 và đằng sau lưng Vũ Hồng là hẻm 152 152 xẹt 36 ha. Đó, hẻm này là ô tô thông được nha. Đó, ô tô qua lại được ha. Là ngay đó mình rẽ bên tay phải là mình sẽ về ngay chỗ ngã tư đường Lạc Long Quân với đường Bình Thới, là ngay chỗ Ủy ban dân quận 11, công an chi cục thuế quận ủy và Ủy ban dân phường 3 quận 11 nha. Và phía xa xa kia cô chú chị bạn thấy cái khung rào lưới đó không? Đó là cái khuôn viên của công viên Đầm Sen, và bên phải là chùa Giác Viên. Và phía bên đây nè là khu vực của đường Minh Phụng, và bên đây là khu vực đường Hàng Hải Nguyên của đường có chợ Bình Thới đó, cô chú anh chị. Ở đây gần trường tiểu học Nguyễn Văn Phú, gần chợ nhà thờ, gần Ủy ban dân phường 3 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh ha. Và mời cô chú anh chị bạn xem cái sân thượng của nhà mình ha. Chiều ngang nhà mình là được 4,1 m nha cô chú anh chị. Và đây là cái sân thượng của nhà mình. Trên lầu thì ban công mình lấn ra thêm được cũng gần 1 m đó cô chú anh chị. Cái sân thượng thì được bao rào xung quanh lại toàn bộ rồi ha. Chưa nắng chói chang luôn nè, nhưng mà mình rào lại thì mình mát. Cái bồn nước bỏ trên cái mái ở phía sau, để trên mái phía sau. Trên sân thượng này có luôn cả cái trên sân thượng này có luôn cả cái nhà vệ sinh trên đây rồi nha. Nếu như cô chú anh chị bạn thấy ở trên đây nè, ở khu vực này á, là thích hợp làm thêm một phòng hoặc cái phòng sinh hoạt, hay mình dời cái bếp lên đây mình nấu ăn rồi cho nó mát mẻ rồi là cũng được nha cô chú anh chị. Nhà mình có giấy chủ quyền Hồng và chủ quyền nhà đăng bao đăng bộ hoàn toàn công sang tên luôn nha, đăng bộ sang tên luôn. Hẻm phía trước nhà mình là thể hiện trên sổ là 4,5 m nha cô chú anh chị. Hẻm trước nhà là 4,5 m. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ổn định và không có bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết. Và nhà mình là đã đủ lộ giới rồi. Hướng nhà xin nhắc lại là hướng nhà là hướng đông bắc ha cô chú anh chị. Khu vực hiện hữu toàn bộ luôn nha. Ô tô vô tới nhà luôn. Và ở trên đây thì chủ nhà có làm đồ chỗ rửa mặt, rửa tay bên ngoài. Mình có thể mở tiệc BBQ hoặc là nhậu nhẹt với bạn bè uống cà phê rồi trên đây là rất là ok ha. Hoặc mình làm cái bếp phụ trên đây để mình nhậu nhẹt cùng bạn bè, nướng tiệc BBQ cuối tuần thì cũng được ha. Bên đây cũng có thêm một cái cửa sổ để làm chỗ thoát hiểm đó ha. Hai chỗ luôn nha, chứ không phải là một chỗ nha. Bên đây một chỗ và bên đó một chỗ nữa nè. Căn nhà này chủ vừa giảm giá xuống còn chỉ có 2 tỷ 880 thôi. Giá này chủ nhà vẫn còn thương lượng á. Cô chú anh chị bạn nào thấy ưng ý thì mình đi xem. Xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá cả, chủ nhà sẽ gia lộc thêm cho mình để mình mua được nha. Nếu đây là lần đầu tiên xem kênh thì cô chú anh chị bạn hãy giúp Vũ Hồng đăng ký kênh, còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Rồi mình nhìn lại sân thượng của nhà mình một lần nữa rồi xong mình đi xuống ha cô chú anh chị. Và đây là cầu thang đi xuống dưới từ trên tầng 4, nghĩa là tầng thượng có mái, đi xuống dưới tầng 3. Tầng 3 là lầu 2 nha cô chú anh chị. Lầu này thì chủ nhà không có làm nhà vệ sinh, do trên sân thượng có và dưới lầu 1 cũng có ở ngoài nên mình không cần làm, để cho cái phòng này nó rộng ha. Nhà đúc bê tông cốt thép nên cô chú anh chị bạn để ý mấy cái đà nó rất là dày nè ha. Đó. Đây là khu vực tầng 3 lầu 2 nha cô chú anh chị. Cửa thì cửa nhôm thôi, cửa ngoài là cửa lùa, ngoài thêm một cái lớp cửa sắt. Đó. Và nhà thì trần dược hợp thạch cao, có đèn màu, đèn led, tăng cường thêm đèn tiếp nữa ha. Tăng cường thêm đèn tiếp nữa nha. Nhà cực kỳ sáng. Và không gian thì phòng ngủ thì khá rộng, có ban công rất là chill. Xin nhắc lại là nhà mình là nằm ở hẻm thông, hẻm ô tô vô tới nhà luôn ha. Ô tô ve vô tới nhà luôn. Hẻm thông từ hẻm 152 xẹt 36 thông sang hẻm 152 xẹt 54 nha. Ở đây thì gần trung tâm hành chính quận 11 thành phố Hồ Chí Minh ha. Hẻm mình là ô tô vô tới nhà nha cô chú anh chị. Khu vực bên đây là chợ Bình Thới, còn khu vực bên đây là ủy ban trung tâm hành chính quận 11.
Rồi, nhà mình thì ở trên mấy cái lầu này là đều lấn ra thêm được gần 1 mét hết nha cô chú anh chị. Nhà thì giấy chủ quyền hồng, chủ nhà bao đăng bộ sang tên luôn ha. Và cái mức giá hiện tại là đang là 2.880 là vẫn còn thương lượng nha, vẫn còn thương lượng nha cô chú anh chị. Vẫn còn thương lượng ha. Cô chú anh chị bạn thấy ưng ý thì cứ đi xem nhà, chủ học giám xếp gặp chủ nhà để mình thương lượng. Nếu đây là lần đầu tiên xem kênh thì giúp chú Hồng đăng ký kênh cho cô chú anh chị ơi. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi, nhớ chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình. Và trong quá trình xem kênh thì nhớ bấm like ủng hộ chú Hồng, nha. Ở nhà đúc bê tông cốt thép nên nhìn mấy cái đà là rất là đã luôn ha. Ở dưới thì khu vực dưới là chủ nhà làm cầu thang bằng mặt đá hoa cương, tay vịn bằng sắt, đây bằng gỗ, còn trên đây là bằng sắt nè. Đó. Khu gia khu vực rửa tay vệ sinh, rửa tay rửa mặt đánh răng bên ngoài nha, nhà vệ sinh thì bên trong. Ở tầng 2 này thì có nhà vệ sinh bên ngoài. Đó, cầu thang đây xuống là tay vịn bằng gỗ rồi. Đó, mình nhìn lại từ trên đi ha. Đó. Đây cô chú gì bạn xem nè ha. Rồi, đây khu vực tầng 2 lầu 1 của nhà mình cũng có ban công luôn nha. Nếu mình muốn sử dụng 3 phòng ngủ thì mình làm thêm trên tầng thượng thêm một cái sòng có nhà vệ sinh rồi. Và xin nhắc lại là hẻm mình rộng, ô tô ve vô tới nhà luôn nha cô chú anh chị. Đó, đằng đó hẻm bước vô đây là chỉ có 2 căn nhà là tới rồi. Nếu mình cải tạo là được 3 phòng ngủ rất là rộng luôn ha. Còn đằng này là hẻm 152/36 bên đây. Và đây là cái khu vực cầu thang từ trên. Đây là khu vực cầu thang từ trên lầu lầu 2 nè, đó lầu 1 tầng 2 này đi xuống nè. Và đây là nhà vệ sinh ở dưới chợ đây ha. Tường nhà vệ sinh thì được chủ nhà dán cao lên đến trần ha. Đây cầu thang đi lên nè. Ở đây thì bếp thì chủ nhà là cái bếp nhỏ thôi. Nếu mình thích thì mình kéo dài bếp ra đây, hoặc mình có thể chọn bếp ở trên lầu cũng được ha. Trên chân thượng cũng được. Khu vực dưới này để xe cho nó rộng rãi. Chiều ngang là 4m1 và chiều sâu vào là 4m nha. Nhưng mà được cái ban công trên lầu thì lấn ra thêm được khoảng gần 1m. Tường nhà ở khu vực dưới chợ này được dán ha, dán đá cao lên đến trần luôn. Cô chú chị bạn nhìn là dán đá rất đẹp ha. Nhìn cái nhà đúc bê tông cốt thép á. Đây nè, nhìn thấy cái đà nó bự nè, đó bự nè. Đây là đà này 8 tấc luôn. Đó, ở ngoài thì ốp đá hoa cương nè ha. Ốp đá chứ, xin lỗi. Cửa thì có hai lớp cửa bảo vệ, một là cửa nhôm và kính cường lực. Bên ngoài là cửa sắt 4 cánh mở ha. Cái hướng Vũ Hồng đang đi camera này là mình đi ra hẻm 152/36. Còn hướng ngược lại á là mình sẽ ra hẻm 152/54 nha. Bây giờ Vũ Hồng mở lại cho cô chú chị bạn xem cái thông tin quy hoạch của nhà mình ha. Đây thông tin quy hoạch của nhà mình đây ha. Đây hẻm trước nhà mình thể hiện là hẻm 4m rưỡi nha, chiều ngang là 4m05 ha. Và hướng nhà là hướng đông bắc nha. Và đây là thông tin quy hoạch. Đây nhà mình 16m này ha. Ở nhà 16m này ha. Đất là đất hiện hữu cải tạo thấp tầng nha. Số tờ số thửa đây.
Như vậy thì mua nhà hẻm rộng, hẻm thông, hướng đông bắc. Nhà được kết cấu là 4 tầng ha. Ở đây nếu bây giờ mình có đất mình mua như thế này mình cũng đâu có xây được đó, 4 tầng như vậy theo quy định mới không xây được như vậy đâu. Và Vũ Hồng xin nhắc lại là cái hẻm bên đó là hẻm 152/54. Mình rẽ bên trái, mẻ phải là mình ra trường Nguyễn Nhân Phú, chợ Nhà Thờ và Ủy ban dân quận phường 3 quận 1 và trung tâm hành chính quận 1, có nghĩa là Ủy ban dân quận, chi cục thuế quận ủy và công an quận 11 ha. Rồi hướng ngược lại nè, hướng này nè, mình đi ra hẻm 152/36 hướng này nè, rẽ phải thì ra hẻm 152 hẻm 9. Ở đây gần khu vực chợ Bình Thới và chợ Nhà Thờ nha cô chú chị. Mình đi chợ lớn thì chợ Bình Thới, còn mình đi chợ nhỏ thì chợ Nhà Thờ kế bên trường trung học cơ sở Nguyễn Nhân Phú, trường đó là trường chuẩn quốc gia cấp độ 2 nha cô chú chị. Mình nhìn lại nhà mình thì chiều sâu có 4 mét thôi, nhưng mà được cái là nhà mình là được ban công nó lấn ra ngoài thêm gần 1 mét từ lầu 1, lầu 2 và sân thượng bên trên luôn. Nhà mình có được 3 cái nhà vệ sinh lận. Nhà thì sổ hồng, chủ bao đăng bộ sang tên luôn nha cô chú anh chị, bao đăng bộ sang tên luôn ha. Rồi mình ở trước nhà là không cống không cột đèn, hẻm vừa mới làm ha. Hiện tại thì hẻm đã làm rồi nhưng mà nhà mình hiện tại là đang cao hơn mặt hẻm là 3 tấc. Và đối diện nhà mình là không có nhà khác nha, bức tường của nhà hàng xóm mình để xe thoải mái ha. Ở đây không có nhà nào hết nha. Ở đây chỉ có cái bậc này, không biết để làm gì, chắc ngồi chơi. Mời cô chú chị bà ngắm nhìn là căn nhà một lần rồi mình đi ra ngoài hẻm mình coi ha. Rồi mình đi qua đây, qua hẻm nè. Nó không liệt lại coi nè. Rồi mời cô chú chị bạn đi ra ngoài đường ha. Hẻm này thì chắc chắn là ô tô vô được rồi. Ngay đây là hẻm này ô tô vô được rồi. Rồi hướng mình rẽ bên tay phải là mình về bên đường Bình Thới ha, Ủy ban dân quận 1, chi cục thuế quận ủy và công an quận 1, rẽ phải qua chợ Bình Thới. Còn mình rẽ trái cô chú chị, rẽ trái đây nè. Thì ra hẻm 152, bên phải mình là cổng sau của Đầm Sen, rẽ trái thì ra chợ Bình Thới lại ha. Khu vực này thì ô tô vô tới nhà luôn. Đó, mình nhìn lại từ ngoài hẻm chính nè, mình đi vô trong nhà nha. Đó, hẻm chính là nhìn vô nhà mình đây ha. Nếu đây là lần đầu tiên cô chú anh chị bạn xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành thì cô chú anh chị bạn hãy giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem rồi thì nhớ chia sẻ video này nha, để cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà ha. Đó, ô tô đi đường tắt này đi rất là nhiều luôn. Đó. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha cô chú anh chị. Rồi xin nhắc lại số điện thoại để liên lạc là 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Nếu cô chú anh chị bạn có nhu cầu chính chủ gần gửi bán nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh này, vui lòng liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 787878. Vũ Hồng sẽ tới nhà và review bán nhanh cho cô chú anh chị ha. Xin nhắc lại là hẻm này là hẻm 152/54, thông qua bên kia hẻm ô tô 152/36 nha. Số nhà mình là 152/36/11D ha. Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết cái clip review nhà nha cô chú anh chị. Nhớ bấm like và chia sẻ video này để bạn bè mình cùng biết và mua được nhà. Vũ Hồng xin cảm ơn ha, một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị bạn rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video review nhà lần sau.